xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác cùng quay trở lại với kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Ngày hôm nay em tiếp tục chia sẻ với các bác về cái cách trồng cái cây anh đào như thế nào các bác nhé. Thì đây bây giờ xin mời mày quay lại gần, em sẽ chia sẻ cho các bác về cái cách trồng cây anh đào. Ở đây thì nhà, như video trước em đã chia sẻ với các bác là nhà em có một quỹ đất rất là rộng. Đấy, thì hiện tại em đang đưa cái cây anh đào về trồng thì em cũng quay luôn cho các bác vừa xem. Thì đất thì bên nhà chúng em đã sới và hạ cấp, sới cho nó tơi đất ra. Đó, sau đó thì mới đưa vào trồng các bác. Ở đây thì khoảng cách hố nọ cách với hố kia là sẽ là 2 mét các bác ạ. Nhà chúng em là chưa có cho nó ăn phân gì đâu, cứ trồng vào đã cho nó sống đã. Sau đó thì mới cho phân lần sau. Đó. Mình chăm cho nó ăn như thế nào thì mình sẽ để cho nó sống đảm bảo đã. Ở đây thì chúng em chờ mưa, thế là tại vì là đất này là trên đồi toàn đồi núi đồi cao này các bác, thế nên là phải chờ mưa cho nó ẩm đất, cho nó thật ẩm cái nền đất đã, xong rồi mới đưa vào trồng. Đấy. Đây, cứ trồng khoảng cách như này các bác. Đây ạ, ở trong này chúng em đã trồng hết rồi đây. Cách trồng rất là đơn giản các bác nhé. Đó, mình xé cái bầu nó ra, xong là đặt nó xuống. Và mình dẫm chân nó một xíu để cho nó, cái nền của nó chắc. Ví dụ như là đất các bác mà ẩm, mà kiểu mưa mà đất nó ẩm nó dí nhiều ấy thì mình cũng đừng dẫm chân mạnh quá nhé. Mình cũng đừng dí nó mạnh quá, nó sẽ bị bó cái rễ của nó, thì là nó sẽ phát triển chậm nha. Đấy, mình chỉ gọi là cho nó đứng cây thôi, chứ mình không dí chắc nhá. Mình không dí chắc quá đâu nhá. Ở đây đất nhà em rất là tơi này, các bác có thể nhìn thấy này. Đây, đánh bằng máy xúc, đánh lên nó rất là tơi. Đó, mình cho ra như này, sau đó thì mình xé bầu ra. Cách trồng thì rất là đơn giản thôi nhá, các anh chị, cô chú ạ. À, phải vận chuyển bằng xe máy từng chuyến một như này các bác ạ. Đây, trên đồi cao nên là cũng rất là khó. Xe to thì không lên được. Với cái tràn ruộng này thì ăn hết mùa lúa này đã. Sau đó thì mình trồng tiếp các bác. Alo ạ. Vâng, em chào bác ạ. Cái nào nhỉ? Cái hàng 80 ạ? 80 đổ về đúng không bác? Vâng, 80 đổ về giá 1,6 triệu ạ. 1 mét là giá 1,750 triệu ạ. Vâng, anh lấy loại nào lấy? Vâng, anh đọc địa chỉ cho em để em gửi hàng cho anh. Anh tên là gì anh? À dạ không ạ. Vâng, em báo giá anh giá tốt rồi ạ. Anh Trương à? Vâng, anh Trương đọc địa chỉ cho em với. Dạ. Xóm Lam ạ. Rồi, tiếp tục đọc tiếp giúp em ấy. Rồi, ok anh. Rồi, ok. Vâng. Ok anh nhé, vâng, anh nhận đơn hàng của anh rồi ạ. Vâng, anh chào anh. Trời, điện thoại trồng chéo này. Alo ạ. Alo. Vâng, em chào bác ạ. Cho anh hỏi nhà mình còn nhất chi mai không? Nhất chi mai còn ạ, anh lấy số lượng bao nhiêu ạ? Nó cao bao nhiêu em? Cây đấy nó cao khoảng độ 4-50 cm anh. Vâng, 4-50 cm đổ lại. Nó có loại cao hơn. Không, bây giờ em chỉ còn loại thấp thôi ạ. 4-50 cm. Bao tiền em? Hàng đấy anh lấy số lượng bao nhiêu thì em mới biết được báo giá anh.
Đây các bác ơi, có cây cao gần bằng đầu người em này các bác ạ. Đây, cao gần bằng đầu người em luôn các bác. Nhà em thì chuyên phân phối sỉ về các cái dòng cây anh đào này nhá. Đa phần là những cái cây gửi cho bác, các bác ấy thì là toàn là những cái cây đéo đều như thế này này. Đây, máy quay lại gần để các bác xem. Toàn là những cái cây nó đều đều như này nhá. Tại vì là nhà em trồng thì em sẽ kiểu lô xô, em sẽ không chọn ra đâu. Máy quay kém quá. Xin mời máy quay này. Trên đây thì chúng em hạ cấp. Em cứ quay một xíu lại có điện thoại các bác ạ. Các bác xem, các bác thông cảm nhá. Ở đây nhà chúng em trồng khoảng cách là 2 mét một cây. Nhưng mà nếu như các bác mà muốn trồng rộng hơn một xíu để tán nó rộng hơn thì các bác cũng có thể là trồng 2 mét rưỡi hoặc 3 mét thoải mái các bác nhá. Ở trên đây em vừa quay và chia sẻ cho các bác về cái cách kỹ thuật trồng cái cây anh đào. Các bác quan tâm về cây anh đào, các bác hãy nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.